Đầy mà cao mà anh 1m55 mấy anh ạ, đâu phải đơn giản. Như con kia là chưa đầy 1m5 thôi, toàn 1m46 các thứ rồi, con này 1m55. Hôm em xem ở trên, hôm anh cho lên YouTube đấy. Vâng. Em bác Hồng xem, bác Hồng thích em bảo cho lại cho mình Tây về. Đâu lâu mà con này nó đóng móng kéo cát từ lâu rồi. 1m55 mình đo cho anh. Hỏi chủ thì nó bảo là nó mua nhà thế nên là nó tính thức là nó bảo là nó nuôi được 4 năm sao ạ. Xin chào các bác, HLT Channel lại quay lại với các bác đây. Hôm nay tôi lại qua Hoài Đức, Hà Nội để xem lại con trâu hơn 100 triệu được mua về từ Phú Thọ, xem nó có thay đổi gì không các bác nhé. Con trâu đây các bác, tôi đến đây thì gọi điện cho thằng em thì nó đang đi cắt cỏ chưa về, lại phải đợi các bác ạ. Trong khi đợi em ấy về thì chúng ta cùng ngắm qua con trâu nhé. Sau hơn 1 tiếng chờ đợi thì em ấy đã về. Trời tối rồi các bác ạ. Em ấy đang đi lấy thước dây để đo chiều cao, đo vòng ngực, dài thân chéo xem trâu có lên tí nào không các bác nhé. Sau đó tôi sẽ tính thử trọng lượng tương đối của trâu theo công thức xem có lệch so với thực tế hay không nha các bác. Về đây ngoan hẳn nhờ, và không như ngày ở trên kia nhờ. Thế là Minh Sơ nó nhiều mà. Hả? Minh Sơ nó nhiều. Trên kia chắc là không ai sờ mó gì đó. Đèn lơ nhờ. Đèn xì luôn. Bóng lơ luôn. Giờ có ít mông rồi đấy. Bây giờ được 20 ngày tròn. Về được tròn 20 ngày. Bây giờ con này ăn những gì? Ăn toàn ăn cỏ đây à? Có ăn gì nữa? Chỉ ăn mía. Mía cây. Mía cây đấy á? Với cỏ à? Cỏ nó không ăn nhưng mà. Có cho ăn, không cho ăn ba bia chứ? Em không. Cho ăn ba bia đi đánh thì 2 phút nó chạy mất. 2 phút thì chạy mất, nó đúng rồi. Nó hơi, nó rút hơi, nó chạy luôn. Ờ. Khác gì đi nộp tiền cho người ta đâu. Bóng lơ chưa? Đấy. Ái già thì thế tối em ngủ ở đây á? Để đi một thằng này. Cho ăn cái gì đây em? Cho ăn sắn khô với cám gạo. Sắn khô với cám gạo đây à? Không cho ăn cám kia không còn. Thằng con này nó vẫn lạ người. Người lạ nó vẫn xì mà. Nó vẫn xì anh. Không ăn à? Có. Thế bây giờ nghiền mía với lại cỏ à? Có, em nghiền mía cỏ. À. Chẳng thấy nó ăn kìa. Cắm gạo đây à? Vâng. À.
Không. Có hòa nhiều muối ở đấy không? Có, cho luôn. Không còn lắm muối à? Em cầm mấy 8 cơ à? Em mấy 81. Mấy 81 cơ à? Đấy, dã man luôn. Ôi, đúng hơn chán mình luôn này. Chán. Anh cũng cao 1m65 rồi. Đèn xi rồi. Đèn xi. Cả cỏ hoa trắng nó không ăn. Nó ăn tinh lắm. Anh thấy ở ngoài này cũng nhiều cỏ mà. Đâu trên này ít. Bây giờ có ai chăn nuôi châu bò ở đâu? Ở làng em nhiều lắm. Nhiều lắm à? Đây ông chú đây nuôi 20 con đây. Và đi nhặt. Về đây cứ ăn cái đầm nó tắm. Nghỉ bóng lơ. Anh gửi em không đánh đâu. Nó đang làm mày. Ôi. Rắn nhờ. Rắn thật. Chiều nào chả chạy mấy cây. Thế à? Đấy anh vừa xem em cọc từ đấy về nó chạy không ngùng. Ờ chạy không ngùng luôn. Làm anh chờ chú mẹ 2 tiếng. Anh chẳng đến nhà. Mà anh cũng không biết số điện thoại chú mà chưa chắc chú đã cầm điện thoại. Em đi cắt cỏ. Chịu khó đấy chú, chịu khó đấy. Chú phải đi đâu? Chú cầm mua cho không biết à? Hả? Anh đích tâm vào. Đây đây đây. Đó. Xem bao nhiêu? Đây này anh hoàng cho đây này. Đâu? Chú sang bên kia không sang. Bao nhiêu? 2m28. Hết thước nhá. Hết thước à? Hết thước luôn. Đứt thước. 2m28 à? Tăng 4 vanh. Tăng 4 vanh à? Xem cao bao nhiêu nào? Cận đo đo bên này này em. Thế cứ ngay em ở chỗ này không bao giờ về nhà em tăng phải mấy vanh một. Cao mấy bao nhiêu? Cần 1m55. Hả? 1m55. 1m55 à? Vâng. Xem đo đo chiều dài thân chéo nào. Từ từ bả vai. Biết không? Không, biến đến từ đây nhá. Anh ở từ đoạn này. Đến bả vai trên này. Ờ đấy. Xem nó là bao nhiêu. Không, chéo chéo xuống. Chéo đây này. Chéo đây anh. Chéo đây. Ờ. Cho quen. Ờ cho nó quen đi. À. Con này nó tưởng làm gì nó đấy. Vâng, nó thấy nó khôn mà nó thấy người lạ. Ở thấy người lạ. Bắt đầu nó từ trên đây xuống rồi. Ở trên đầu bả vai ấy. Đây. Xéo xuống ơi. Đúng rồi. Từ từ đấy anh. Đây là. Ở chỗ cái đoạn này này. Đây nha anh chỉ nha. Đây đây. Từ đây. Đấy đây. Đó. Trên ở trên một tí. Đấy, đây đây đoạn đấy. Đây. Xong rồi đến đoạn này. Rồi, ok. Đó. Đừng chạm vào nó. Đấy. Đúng đường chưa? Hết hết đấy chưa? Đúng chưa? Ờ rồi ok rồi. Bao nhiêu? 1m50. Mét rưỡi à? Đây. Đây nhìn đi cho chuẩn. Đúng 1m50 luôn. Ờ, 1m50. Đây anh thử tính ở cái kia là 2m28 đúng không? 2m28. Để anh con này là cân về là hơn 900 cân rồi đúng không? Hơn 900. Hơn 900 cân và bây giờ là 2m28. 2,28 nhân với 2,28 bằng 2,28 nhân 2,28 nhân với lại 1,5 đúng không?
1,5 nhân với lại 90 7 đấy 701. Tức là không chuẩn đâu, cái công thức không chuẩn một tí nào luôn. Đấy là ra cân hơi anh. Ờ ra cân hơi. Sao thế sao cho cái hụt tận đấy nó không chuẩn. Thế không chuẩn rồi. Tức là cái công thức này nó không chuẩn. Hôm nay nhà anh cân chính xác thôi nha. Cả cát cái xe tính ra cho gần 1 tấn. Nếu mà trừ đi mất mấy chục cân cát. Ờ. Là nó còn hơn 900 cân. Hơn 900 cân. Đó. Đấy là lệch, là em lệch nhau đã, ra tức là cái công thức này nó không chuẩn bởi vì nó chỉ là tương đối thôi. Bởi con trâu nó chắc như thế này thì chắc chắn là cái trọng lượng nó sẽ hơn rất nhiều. Đúng không? Em đo đứt thước là 20-28. Ừ. Nếu mà như bọn khác nó đo ở sở ra nó đo chỉ thả lỏng dây thôi. Ờ. Nó phải 20-30 mấy. Ừ. Nhưng em đo là toàn đứt thước thôi. Thế lên được hôm nọ là 234 đúng không? À 224 đúng không? Hôm nay là 228. Tăng 4 vành. Tăng 4 vành. 20. Cao 1m55. Em cao 1m8 đứng đến mồm em này. Đấy, vào đi nào. Hơn mồm. Đấy, em mới cao 1m8 này. Hỏa nó trồm này. Được. Chiều dài là 1,5 nhỉ? Mà vai xuống mông. Ừ, 1,5. 2m28, chiều cao 1m55. Thì đó, ít chỗ to như này đó. Chỗ này không bắt nó nì thì cũng phải nì. Đồ mặt như cái xô. Cái mặt ở giữa mà, anh nhìn thấy mặt ở giữa mà. Cái này là buổi sáng nó ăn hết chỗ cỏ với cái... Đêm nó ăn nhiều anh ạ. À, đêm còn ăn cho ăn nữa à? Vâng. Cho ăn đêm béo. Nói chung nhà em cứ cho ăn chán thôi. Chứng tỏ là cái công thức nó không chuẩn. Mà công thức là vòng ngực nhân với vòng ngực nhân với lại chiều dài thân chéo nhân với lại 90 thì ra cái trọng lượng trọng lượng tương đối của trâu. Nhưng bây giờ mình nhân nó ra có 7 tạ thôi. Nhưng mà cái này con này hôm đấy là cân đã hơn 9 tạ rồi. Mà hôm ý là trâu đói nhá, nhà trâu đói bị mưa. Không đi cắt cỏ cho ăn, cho ăn rơm á. Ừ. Thôi về nó nhọc nhẹo cơ. Chứ cả nhà nó không đủ thức ăn cho ăn. Đấy, nhìn hoành tráng này em ơi. 2 tháng nữa còn đen nữa. Bây giờ chưa thấy. Mai mới ngu. Bây giờ là suốt ngày buộc ra kia đấy nhỉ? Cứ ăn xong lại đi làm. Ăn xong đi làm. Cứ tầm 12 giờ trưa nắng là lại cho về. Tối cứ buộc như này thôi. Xong chiều lại cho ra làm. Vâng. Này là đỡ chân cho nó đỡ bị xước đúng không? Đệm. Đệm đúng không? Còn một tấm nữa nhưng để trên xe ô tô đi bắt bò hôm qua chiều nay. À. Nhìn con này mà nếu mà giả sử như vỗ béo nó lại khác nhỉ? Vỗ béo thì con này nó phải rơi tầm khoảng tấn 1, tấn 2 mất. Đây là không vỗ béo đấy. Cho ăn gần như là cho ăn dân dã cho khỏe. Cho ăn dân dã. Không anh đi mấy trại thì anh nhìn thấy con này kết. Vẫn muốn quay lại nó. Cho nhà em lên nói. Vẫn muốn quay lại nó. Rát nước bọt nó mới bám cho. Ngồi mấy tiếng đồng hồ. Hôm đấy, thấy cái là không hôm đấy em lên lên đấy không? Em có, không phải ngồi lâu quá em còn buồn ngủ, ta sẽ ngủ cơ. À. Không biết là bố em lấy bao tiền ra gọi đóng trâu mới biết.